Hello, xin chào các bạn quay lại channel Riding On. Đây là phần 2 về video về thời đại Heisei Rider, sẽ từ CoroW cho tới CoroZio. Đây chỉ là video sơ lược về những thời đại cũng như những Kamen Rider trong thời đại đó, chứ không phải là video chi tiết. Tất cả thông tin đều tổng hợp từ trên wiki cũng như những nguồn khác về CoroW. Không dài dòng nữa, Riding On bắt đầu clip nào. Kết thúc thời kỳ đầu với 32 tập của series Kamen Decay, chúng ta bước vào thời kỳ mới mang tên Neo Heisei. Kamen Rider Double. Kamen Rider đầu tiên của thời đại này, Kamen Rider W, hay với tên gọi khác là Double. Kamen Rider Double là bộ thứ 11 trong toàn bộ thời đại Heisei, được khởi chiếu vào ngày 6 tháng 9 năm 2010 tới ngày 29 tháng 8 năm 2011. Bộ phim được mở ra với một thành phố mang tên Futo, đặc trưng nhất của cả thành phố chính là một chiếc cối xay gió khổng lồ, cũng là nơi mà chiến trường giữa Kamen Rider W Extreme vs Kamen Rider Eternal trong trận chiến cuối cùng định mệnh diễn ra trong movie của W. Kamen Rider W là câu chuyện xoay quanh về hai chàng trai, một người mang tên Sotaro, một chàng thám tử nghèo đang làm việc tại căn phòng của vị thám tử ở đây từ trước, nhưng ông ấy đã bị một lý do đó mà qua đời. Cùng với đó là một cộng sự, một người thiên tài luôn bên cạnh Sotaro mang tên Philip. Khả năng đặc biệt của chàng trai này đó là anh có thể truy cập vào kho tàng kiến thức của thế giới, giúp cho quá trình khám phá những vụ án cũng như những tin quái vật bí ẩn là Tupan, những kẻ có sức mạnh của Gaia Memory. Những vũ khí nguy hiểm này được phát tán trên toàn bộ thành phố Futo bởi gia đình Sonozaki, phát tán một thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm như vậy để chống lại chúng. Sự nhanh nhẹn của Sotaro cũng như trí thông minh của Philip là có thể ngăn cản được chúng. Sức mạnh của Kamen Rider sử dụng Double Driver và chuyển hóa trở thành Kamen Rider W để giải quyết những vấn đề liên quan tới Toban. Cuộc hành trình dài của Kamen Rider W xoay quanh những vụ án bí ẩn trong thành phố Futo, cũng như là những bí ẩn xoay quanh chàng trai Philip. Anh ta là ai và tại sao anh ta có thể truy cập vào kho tàng thế giới? Bí ẩn xoay quanh vị sư phụ của Sotaro, cùng với đó là cô con gái của ông, cũng cùng với họ điều tra về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Sức mạnh của Kamen Rider W đến từ chiếc thắt lưng Double Driver với khả năng tổng hợp hai chiếc memory tương ứng với 3 chiếc memory của Sotaro cũng như 3 chiếc memory của Philip. Nó không quá nhiều nhưng cũng đủ để tạo ra những hình dạng cực kỳ mạnh. Sự kết hợp giữa hai bên chính là sự đặc sắc nhất của Kamen Rider W. Kamen Rider tiếp nối Kamen Rider W là Kamen Rider O, một series kể về một chàng thanh niên Hino Eiji. Anh ấy không hề có ham muốn, chỉ luôn mang trong mình một số tiền vừa đủ để sống qua ngày cùng với lại chiếc quần lót của anh. Với tất cả những thứ đó, anh ấy lang thang cả thế giới, một lần tình cờ trú ngụ tại một bảo tàng nghệ thuật của Kogami Production. Nhưng không ngờ, đó là nơi mà phong ấn của những tên quái vật Creep được phá vỡ. Chúng đã thức tỉnh sau giấc ngủ 800 năm. Chúng đã tạo những tên quái vật mang tên Zombie để tấn công vào lòng tham của con người nhằm hấp thụ những chiếc Medo. Trong thế giới này tồn tại hai dạng Medo, một là những chiếc Core Medo, những thứ tạo ra những tên Creep với sức mạnh thật sự của chúng. Những chiếc Core Medo này thường tập hợp theo dạng bộ ba, mỗi tên Creep sẽ tập hợp 3 bộ ba và một chiếc Medo đặc biệt để tạo thành 10 chiếc Medo của chúng. Khi thu thập toàn bộ, chúng sẽ có được sức mạnh nguyên thủy cực kỳ hùng mạnh. Cùng với đó là những chiếc Cell-Medo, những thứ tạo nên những phần khác của toàn bộ cơ thể của chúng. Và chúng cần những tên quái rệp mang tên Zombie để tạo nên những Cell-Medo để hấp thụ chúng từ lòng tham của con người. Nhưng trong tất cả những tên Creep hồi sinh, lại có một tên được hồi sinh không hề trọn vẹn. Hắn ta từng là thủ lĩnh của nhóm này mang tên Arm, nhưng hiện tại chỉ còn là một cánh. Trong lúc bị tất cả những đồng đội mình phản bội, cũng như là tên Zombie vừa được tạo ra có ý định tấn công hắn, hắn ta đành phải nhờ tới sức mạnh cổ đại đã phong ấn tất cả, sức mạnh của O, và trao lại cho chàng trai Hino Eiji, giúp anh chuyển hóa thành Kamen O với hình dạng của ba chiếc Komedo đầu tiên mang tên Taka, Tora và Bata. Chim ưng, hổ, châu chấu, và đó cũng chính là hành trình trở thành vị anh hùng của chàng trai Hino Eiji, một người không hề có lòng tham và ước mơ, là hành trình để hồi phục lại toàn bộ cơ thể của tên Arm. Kamen Rider Fuji. Series kế tiếp sau series của Kamen Rider O là Kamen Rider 4Z. Kamen Rider 4Z được khởi chiếu vào 4 tháng 9 năm 2011, sau tập cuối của Kamen Rider O.
Koro 4Z nói về trường trung học Amanogawa, nơi xảy ra những hiện tượng vô cùng bí ẩn. Một chàng trai được chuyển tới đây với phong cách vô cùng bad boy và kỳ lạ, với chiếc áo đen khác hẳn với đồng phục trường. Anh ta mang tên Kisaragi Gentaro. Gentaro là một người vô cùng thân thiện và mục đích của anh là kết bạn với tất cả mọi người trong trường. Tình cờ hai khi chuyển đến đây, chàng trai Gentaro lại gặp một cô gái mang tên Yuki là người bạn cũ của anh, cũng là con người vô cùng yêu thích vũ trụ, đó là ước mơ của cô từ hồi bé. Dựa vào Yuki, Gentaro còn gặp một chàng trai khác mang tên Kengo, một người đã chế tạo thiết bị vào chiếc cổng không gian liên thông từ trái đất lên mặt trăng. Thiết bị bí ẩn đó Kengo không thể sử dụng do thể lực của anh ấy. Gentaro sử dụng chiếc driver để giúp anh chuyển hóa thành Kamen Rider 4Z. Đối mặt với Kamen Rider 4Z là thế lực trong trường Amanogawa mang tên Zodiac, những tên mang sức mạnh những chòm sao. Vũ khí của chúng là đối ngược lại với Kamen Rider 4Z là những chiếc suit của những tên Zodiac. Sau khi những Zodiac đạt tới một ngưỡng sức mạnh nhất định, chúng sẽ trở thành những horoscope, những kẻ được gọi là những cung hoàng đạo. Thế lực trong ngôi trường này là tạo nên những cung hoàng đạo đó. Gentaro cũng như nhóm Kengo cũng như Yuki có thể nào ngăn cản được những Zodiac trở thành những horoscope hay không? Kamen Rider Wizardo. Tiếp nối Kamen Rider 4Z là Kamen Rider Wizard. Đây là câu chuyện ngày đen tối. Khi nhật thực diễn ra, một nghi lễ bí ẩn cũng diễn ra cùng với nó, đã tạo những sinh vật từ con người mang tên Phantom. Những chủng quái vật này tấn công tất cả mọi người, nhưng trong số đó, một chàng trai cũng tham gia nghi lễ là Soma Haruto. Anh ấy đã không bị chuyển đổi. Một vị pháp sư vĩ đại đã chọn lựa anh trở thành Commodore Wizard. Vị pháp sư đó mang tên Bạch Pháp Sư, trở thành một Commodore với sức mạnh của một pháp sư. Anh đã chống lại những tên ác quỷ Phantom cùng với Koyumi, cũng là một nạn nhân trong nghi thức tạo ra Phantom. Trong cuộc hành trình của mình, anh đã gặp gỡ những người bạn. Đầu tiên là cô cảnh sát Rinko, một chàng trai đam mê pháp thuật vô cùng là Sunbe, cùng với đó là người chế tạo nên những vật phẩm nâng cấp cho Wizard, là những chiếc nhẫn Wizard Ring. Ông ấy mang tên Wajima. Nhân vật chính của chúng ta, Soma Haruto, anh ấy là một trong những người có tiềm năng về phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Ở thế giới này, những người đó được gọi với tên gọi là Gay, là những cánh cổng. Họ bị chuyển hóa thành Phantom, còn anh thì không. Haruto đã nhờ niềm tin của bản thân, chất chứa về sự kiện của cha mẹ anh trong quá khứ, anh đã vượt qua tất cả và đã phong ấn Phantom của bản thân vào chính bên trong mình. Những hình dạng của Wizard cũng là những viên đá quý, rất giống với trò chơi kim cương. Gương mặt chủ đạo của Commodore Wizard ở hình dạng lửa, đó là gương mặt của một viên đá hình tròn. Wizard Driver giúp cho Haruto khi kích hoạt những chiếc nhẫn Wizard Green, anh ấy sẽ tạo những phép thuật. Kamen Rider Gaimu Orange Earth Hanabichi on Stage. Kamen Rider Game là bộ Kamen Rider thứ 15 trong toàn bộ thời đại Heisei. Một tộc đoàn vô cùng lớn mang tên Yggdrasil. Tên gọi của nó giống với thần thoại Bắc Âu, là một cái cây khổng lồ hào túng tất cả. Cũng chính là chiếc cây dẫn tới những thế giới khác. Thế giới được mang lại trong game tất nhiên sẽ không phải là thế giới thực tại, mà là một thế giới huyền bí với những sức mạnh đặc biệt từ những hoa quả ở đó. Ở thế giới này tồn tại rất nhiều nhóm nhảy khác nhau. Họ luôn ganh đua nhau để tìm xem vị trí độc bá nhất của bản thân mình trên toàn bộ thành phố. Cách mà họ chiến đấu với nhau là dựa trên những con quái vật giống như cách chiến đấu Pokemon. Trong thế giới này, chúng được gọi là Invest. Những cuộc thi nổ ra giữa những nhóm nhảy với nhau để tranh giành địa bàn, để xem nhóm nhảy nào đang có vị thế cao hơn. Trong một lần cũng như bao lần khác, trận chiến những Invest diễn ra, một tên Invest với sức mạnh vô cùng to lớn đã xuất hiện. Hắn ta làm thay đổi tất cả mọi thứ. Nhân vật chính Kazuraba Kota, anh ấy thực chất là phó chỉ huy của nhóm nhảy game. Sau một vấn đề về gia đình, anh ấy đã rời bỏ nhóm nhảy. Trong một lần tình cờ, anh ấy đã nhận được Sengoku Driver từ người bạn Yuya của mình. Từ đó, anh đã trở thành Kamen Game, sử dụng chiếc ổ khóa và chiếc Sengoku Driver chuyển hóa để bảo vệ tất cả mọi người. Anh có trở thành anh hùng của cả thành phố. Tạo hình của họ giống như những chiến binh thời đại chiến quốc, còn về sức mạnh của họ dựa trên một chiếc ổ khóa. Chủ đạo của game là hình dạng trái cam Orange. Rider đấu địch với anh là Kaito, sử dụng sức mạnh của Banana là chuối.
là một sự kết hợp vô cùng lạ giữa trái cây cũng như những chiến binh thời đại chiến quốc. Kamen với nội dung vô cùng hay sẽ là một bộ đáng để các bạn tìm xem trong series Kamen Rider. Kamen Rider Kamen Rider Drive. Sao Kamen Rider Game là một series liên quan tới xe cộ cũng như những chiếc bánh xe. Trước nội dung chính của phim, một sự kiện kỳ lạ đóng băng cả thế giới mang tên Global Freeze. Trong sự kiện này, ngoài việc đóng băng toàn cầu còn có một chủng loài mới mang tên Roymil. Chúng giống như những cỗ máy, những trí tuệ nhân tạo xuất hiện để hủy diệt. Nhưng trong sự kiện này, những chiếc xe đồ chơi mang tên Shipscar đã ngăn chặn chúng cũng như ngăn chặn toàn bộ hiệu ứng Global Freeze. Quay lại với thời điểm hiện tại, một chàng cảnh sát mang tên Tomari Shinosuke, anh ấy đã nhận được chiếc thắt lưng mang tên Drive Driver. Cũng như sự giúp đỡ của những Shipscar khác, anh ấy đã chuyển hóa trở thành Commander Drive, chống lại Roymil cùng với lại những tên thủ lĩnh của chúng, dụng cụ chuyên chở, và đó cũng chính là hình dạng cuối cùng của anh ấy, Thai Tridon. Sức mạnh của Drive đến từ những chiếc Shipscar được gắn vào tai của anh ấy để kích hoạt. Chiếc thắt lưng một vị tiến sĩ đại tài đã chế tạo nên Drive Driver. Ông ấy đã giúp đỡ rất nhiều Shinosuke trong chặng đường chống lại những Roymil. Tất nhiên là sẽ có những sự kiện bí ẩn cũng như những plot twist xảy ra tiếp theo trong series Commander Drive. Đặc biệt thứ hai của Drive là những vũ khí của anh ấy được tạo hình từ những chiếc bánh xe gắn vào trên cơ thể, tạo những đòn tấn công vô cùng đặc biệt, và chiếc bánh xe sẽ thay đổi vị trí tùy theo từng form của Commander Drive. Kamen Rider Ghost. Let's go. Go 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 Ghost. Go 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 go. Phần Kamen Rider kế tiếp Kamen Rider Drive là Kamen Rider Ghost, một series liên quan về ma. Tenkuji Takeru, anh ấy muốn trở thành giống như cha mình, trở thành một thợ săn ma, một công việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng thật đáng buồn là vào năm 18 tuổi, cũng chính là tập đầu của toàn bộ series, anh đã bị hai tên quái vật Ganma, gọi là những nhãn ma, chúng đã hoàn toàn đánh bại cũng như đã kết liễu được Takeru. Trong lúc cuộc đời của anh tưởng chừng đã kết thúc trong ngay tập 1, thì một vị tiên nhân bí ẩn đã cho Takeru sống lại, cho một chiếc hắc lưng để chống lại những tên nhãn ma với tên gọi God Driver. Sức mạnh của God Driver phải kết hợp với những chiếc icon, những nhãn hồn tạo ra hình dạng của Kamen Rider Ghost. Anh đã có đủ sức mạnh để chống lại những tên nhãn ma. Còn một điều mà vị tiên nhân đã nói với Takeru, cậu chỉ có 99 ngày để thu thập toàn bộ tất cả những icon, mà đó lại là những icon của những vĩ nhân khác. Nếu cậu làm được việc đó, cậu sẽ được hồi sinh và trở lại thành người. Cuộc hành trình của Kamen Rider Ghost đã được bắt đầu từ đây, vừa chiến đấu, vừa phải thu thập những icon của những danh nhân từng xuất hiện trên thế giới. Liệu anh ấy có thu thập được 15 icon hay không, và chặng đường có đơn giản chỉ chống lại những Gamma, có những kẻ nào hay những rider nào muốn thu thập chúng giống như anh hay không? Tạo hình của God, ngoài việc gương mặt của anh ấy là một tấm kính tròn, anh ấy còn có một chiếc áo khoác vô cùng đặc trưng, tạo nên sự riêng biệt của Kamen Rider God. Nhưng God cũng tận dụng những icon được tạo ra từ những vị danh nhân để tạo thành 15 form của Kamen Rider God. Sau này thì anh còn tập hợp lại tất cả chúng cũng như có sức mạnh riêng của tự bản thân. Kamen Rider Exade. Bộ phim thứ 18 trong toàn bộ series Heisei phát sóng vào ngày 13 tháng 6 năm 2016 đến ngày 2 tháng 10 năm 2016. Kamen Rider SA là bộ phim vô cùng đặc biệt với tạo hình của Rider, với hình dạng level 2 mới thật sự là hình dạng của Rider, còn level 1 thì nhìn nấy khá là giống một cục bông. Với mục đích của toàn bộ series là mang lại những tựa game cổ điển kết hợp với lại hình tượng Kamen Rider. Có thể tạo hình của Rider trong series SA làm bạn không có nhiều thiện cảm, tin mình đi, đây là một bộ phim vô cùng hay về series Kamen Rider, từ cốt truyện tới đến tạo hình Rider của những film sau này, nhân vật chính cũng như nhân vật phụ khác. SA có cốt truyện được diễn ra từ 6 năm trước. Những virus chưa được tìm hiểu từ nhân loại, đó là Burgaster virus. Những con virus này sẽ biến tất cả những người bị nhiễm bệnh trở thành Burgaster, chủng quái vật chính trong series SA. Một thực tập sinh mang tên Hozo Amu, bác sĩ, một người chả có gì đặc biệt và thậm chí chỉ là một thực tập sinh mà thôi. Nhưng thực chất anh ấy chính là một thiên tài game thủ. Trong lúc một tên Burgaster đã tấn công vào bệnh viện, Gamer Driver và chiếc Gashat mang tên Mighty Action X
để chuyển hóa thành Cobra SA sử dụng khả năng của một thiên tài game thủ. Ai mới chính là thiên tài trong thế giới game? Anh ấy đã dễ dàng đánh bại tên Burgaster và trong cuộc hành trình với những bác sĩ khác giải thoát tất cả mọi người khỏi căn bệnh quái ác này. Bí ẩn xoay quanh căn bệnh cũng như tập đoàn Game Corporation, liệu đây có phải là căn bệnh đơn giản chỉ tự nhiên mà phát tác hay không? Những chiếc Gashat chính là những chiếc băng game cũng như là Gamer Driver, giống với hình tượng của một chiếc máy chơi game phản từ Gashat khi biến hình cũng chính là âm thanh rút băng cũng như cắm băng vào chiếc máy game. Kamen Rider Kamen Rider Build, một trong những đỉnh cao về series Kamen Rider. Nó hội tụ đầy đủ những yếu tố từ form rider, cốt truyện cho tới những hình ảnh đều đạt ở mức tốt. Kiryu Sento được mệnh danh là một thiên tài vật lý, là người đã chế tạo và hoàn thiện Kamen Rider Build, con người thiên hít Nebula Ga, một loại khí đặc biệt được tổ chức FAU nghiên cứu và chế tạo biến con người trở thành những hình dạng ác quỷ. Với sức mạnh của Kamen Rider Build, Sento đã thể giúp mọi người thanh lọc trạng thái smart trở về trạng thái bình thường. Tình hình của cả thế giới lúc này còn hỗn loạn hơn. 10 năm trước, một chiếc hộp được tìm ra từ sao hỏa mang tên Pandora Port. Sau khi đưa về trái đất, nó được kích hoạt tạo ra những bức tường chia cắt Nhật Bản thành 3 phần. Những bức tường đó mang tên Skyward. Nhật Bản cũng đã tự thành lập nên những chính phủ riêng tại 3 vùng bị chia cắt mang tên Toto, Hokuto cũng như Saito. Và từ đây, những thí nghiệm liên quan tới Smart cũng như tổ chức FAU đã được nổ ra. Sento anh ấy không hề nhớ về bất kỳ điều gì liên quan tới ký ức của mình, chỉ nhớ về một tên quái nhân mang tên Nigro. Hắn ta chính là kẻ nắm giữ tất cả. Tại sao chàng trai Kiryu Sento lại có thể chế tạo nên chiếc Build Driver cũng như là Kamen Rider Build? Sức mạnh của Kamen Rider Build cũng như Build Driver là hoàn toàn dựa vào vật lý, giống với lại series đầu tiên trong thời đại Neo Heisei là W, kết hợp hai phần cơ thể với hai màu khác nhau lại với nhau. Nhưng tông màu của Bill là đối ngược hoàn toàn, cũng như sức mạnh của anh cũng thể hiện rõ sự đối lập Robic and Tang, sự dẻo dai của thỏ cũng như sự cứng cáp và quỷ diệt của xe tăng, tạo nên một thể hoàn hảo giữa sinh vật cũng như là vật chất. Kamen Rider G.O. Kamen Rider G.O. Ngay sau Kamen Rider Build cũng chính là bộ kỷ niệm thứ hai về Kamen Rider, mang tên Kamen Rider Z-O, được khởi chiếu vào năm 2018. Series kỷ niệm nhưng cũng mang một sức mạnh riêng bằng những chiếc đồng hồ. Câu chuyện kể về Tokiwa Sogo, anh ấy sống trong cửa tiệm đồng hồ với chú mình. Ước mơ của anh là trở thành một vị vua. Ở năm 2068, một tên ma vương thời không Omazio đã hủy diệt tất cả cũng như những rider sau hắn. Hắn ta đã thống lĩnh toàn bộ thời không. Người dân ở đây không cách nào chống lại hắn. Một chàng trai, một thiếu nữ sử dụng cỗ máy thời gian để quay về quá khứ đánh bại tên Zio trước khi hắn trở thành Omazio. Họ đã chạm mặt Tokiwa Sogo, cũng chính là kẻ trở thành Kamen Zio hay là Omazio sau này. Cuộc đụng độ cả hai phe đã diễn ra. Cô gái mang tên Tsukuyomi cũng về chàng trai gay quay quá khứ. Cô ấy đã không nỡ ra tay với một người vô tội. Khi lúc này Sogo vẫn chưa phải là ma vương, trong giây phút họ đang chần chừ, một thế lực khác kẻ cũng muốn có được sức mạnh của ma vương thời không, bọn chúng là những Time Zucker, đã tạo ra những tên ác quỷ mang tên Another Rider, ghi đè lên sự tồn tại những Kamen Rider khác. Chúng sẽ đánh bại và trở thành ma vương kế tiếp. Với lòng tốt của Tokiwa Sogo ở thời điểm năm 2018, anh ấy đã không thể nào để những tên Another Rider này tung hoành. Đánh bại chúng, anh phải được công nhận bởi những Rider. Sức mạnh đầu tiên mà anh có của Kamen Rider Build, sử dụng nó để trở thành những chiếc Armor Time nhằm đánh bại những tên Another Rider. Tạo hình của Kamen Rider cũng như Gay là Rider đầu tiên xuất hiện. Họ được tạo hình dựa trên những chiếc đồng hồ với những ký tự đặc biệt trên gương mặt. Cả ba người mang đại diện cho ba chiếc đồng hồ ở ba thời đại khác nhau. Với Zio là đồng hồ, Kim K là đồng hồ điện tử và Cobra Warp chính là đồng hồ thông minh ở thời đại này. Cùng với đó là trọng trách về kỷ niệm Rider với những hình dạng mang tên Armor Time, chứ thay vì cọc bi nguyên si như Cobra TK, thấy tạo hình này cũng không đẹp lắm so với lại Rider cơ bản. Đây cũng là series cuối cùng trong tổng hợp về Kamen Rider thời đại Heisei của mình. Và đó là toàn bộ gì về series Cobra thời đại Heisei. Thời đại đã qua đã bắt đầu được 4 Rider bao gồm Zero One, Saber, Revive cũng như là mới nhất là Cobra Kids. Nhưng do vấn đề bản quyền cũng như 4 phim này thật sự quá mới nên mình sẽ không up lên kênh.
mình sẽ làm những video liên quan những rider từ Zio trở lại thôi nhé. Mình là Riding On, thank you watching. Bye.